Kính chào quý khán giả, trong đêm nay, hầu khắp Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông trên diện rộng. Riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Đồng Bằng và phía Bắc của Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Từ ngày mai, mưa sẽ có xu hướng giảm dần. Do trời nhiều mây và có mưa, nên nhiệt độ cao nhất ngày mai tại các tỉnh phía Bắc chỉ phổ biến từ 27 đến 30 độ. Hiệu ứng phơn ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ có xu hướng giảm rõ rệt trong ngày mai, nên nắng nóng chỉ còn xảy ra cục bộ và không gay gắt ở khu vực này, với nhiệt độ cao nhất ngày mai phổ biến từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Chiều tối và đêm có mưa dông ở một vài nơi. Gió mùa Tây Nam hoạt động không thực sự mạnh mẽ ở các khu vực phía Nam, nên tại Tây Nguyên và Nam Bộ chỉ có mưa rào rải rác và có nơi có dông vào thời gian chiều tối với lượng mưa không lớn. Ban ngày mưa giảm và trời có nắng trên hầu khắp khu vực, nên nhiệt độ cao nhất ngày mai tại Tây Nguyên phổ biến từ 30 đến 33 độ, còn tại Nam Bộ là từ 32 đến 34 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Tại quần đảo Hoàng Sa có thời tiết tốt với trời nắng ráo nên tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, gió Nam mạnh cấp 4. Còn tại quần đảo Trường Sa có mưa dông ở một vài nơi, gió Tây Nam mạnh cấp 3, cấp 4, tình trạng biển bình thường. Cuối bản tin sẽ là những thông tin dự báo chi tiết cho các tỉnh thành trên cả nước trong đêm nay và ngày mai.